mẫu xe Nissan Juke 2023 mới trở lại cuộc đua với nhiều tính năng và trang bị hiện đại, các đối thủ trong phân khúc phải rẻ chừng. Nissan Juke 2023 đã bất ngờ tái xuất với nhiều tính năng và trang bị hiện đại. Đây hứa hẹn sẽ là cái tên làm khó những đối thủ như Toyota Corolla Cross hay Kia Celtis. Mặc dù đã bị khai tử tại một số thị trường Đông Nam Á, nhưng mẫu Nissan Juke 2023 vẫn tiếp tục được mở bán với nhiều nâng cấp tại thị trường Úc. Nissan Juke 2023 mới nằm trong cùng phân khúc với những cái tên như Kia Celtis, Toyota Corolla Cross. Tại thị trường Úc, Nissan Juke 2023 sẽ đi kèm với động cơ tăng áp 3 xi lanh, dung tích 1.0 lít. Nhờ đó, Nissan Juke 2023 có công suất cực đại 84 mã lực, với mô men xoắn 180 Nm kết hợp với hộp số tự động 7 cấp DCT. Nissan Juke 2023 được cho là đã cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu, cũng như hiệu suất tối đa. Theo hãng xe, Nissan Juke 2023 có mức tiêu thụ nhiên liệu 5,8 lít trên 100 km. Nhờ đó, Nissan Juke 2023 là mẫu SUV cỡ nhỏ tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện hành tại thị trường Úc. Nissan Juke 2023 được phân phối với 5 phiên bản, bắt đầu từ S và chuyển sang S, STL, STL và cao cấp nhất là Ti. Các phiên bản của Nissan Juke 2023 khác nhau ở trang bị và tính năng bên trong khoang nội thất của xe. Ngoại thất của Nissan Juke 2023 sẽ có hai tùy chọn màu mới bao gồm màu xanh và màu xám. Trong khi đó, Nissan Juke 2023 bản cao cấp nhất sẽ có thêm tùy chọn màu cam. Các phiên bản Juke STL, STL và T của Nissan Juke 2023 được trang bị bảng điều khiển mới giúp tối ưu hóa không gian xe. Nissan Juke 2023 được xem là mẫu xe có không gian nội thất rộng rãi nhất trong phân khúc SUV đô thị tại thị trường Úc. Bên cạnh đó, đối thủ của Toyota Corolla Cross cũng được bổ sung thêm Intel Lion ITE mới với khả năng khóa và mở khóa từ xa. Đi cùng với đó là hệ thống âm thanh Bose cao cấp, bao gồm loa Ultra ở cả hai bên và tựa đầu ghế trên. Với hệ thống âm thanh cao cấp này, Nissan Juke 2023 mang lại trải nghiệm âm thanh thực sự ấn tượng cho người dùng. Adam Patterson, giám đốc điều hành Nissan Australia, cho biết Nissan Juke 2023 được xem là một trong những chiếc SUV phong cách nhất của hãng xe tại thị trường này. Nissan Juke 2023 còn được xem là át chủ bài trong kế hoạch cải tổ dòng sản phẩm của hãng tại thị trường Úc. Bên cạnh đó, với những nâng cấp ấn tượng, mẫu xe hứa hẹn sẽ làm khó các đối thủ trong cùng phân khúc trong thời gian tới. Hiện giá bán chính thức của Nissan Juke 2023 vẫn chưa được công bố. Theo kế hoạch, Nissan Juke 2023 sẽ sớm được đưa về đại lý trong cuối năm nay. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.